Trưa ngày 11 tháng 11, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phát hiện hai thi thể nam giới trôi dạt trên sông Lam, đoạn thuộc địa bàn tổ dân phố 1. Qua kiểm tra, trên người hai thi thể nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chưa xác định được thông tin lai lịch. Đặc điểm nhận dạng bên ngoài gồm một nạn nhân mặc áo sơ mi caro màu đen trắng dài, quần bò dài màu xám, cao khoảng 1m70, tóc màu đen, độ tuổi khoảng 30-35, nạn nhân còn lại mặc áo khoác nỉ màu xám, quần dài màu xanh, cao khoảng 1m70, tóc màu đen, độ tuổi khoảng 30-35. Hiện Công an huyện Nghi Xuân đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Chính quyền địa phương và cơ quan công an cũng đã phát thông báo để truy tìm tung tích của hai thi thể nạn nhân nói trên.